mà Thi biết đến Hiển là hai đứa đến với nhau, thua xa thằng này về năng lực, về danh tiếng, về tiền bạc, tất cả mọi thứ đều thua hết. Lúc đấy anh chỉ là con số 0 tròn chỉnh. Nhiều khi mình cũng hơi mặc cảm với bản thân của mình. Tức là trong câu chuyện của mình á, rất là nhiều người hiểu lầm cái câu chuyện tình yêu thì nó không có ranh giới và nó cũng chả có cái ràng buộc gì, hay là một cái gì đó người này giỏi hơn người kia, yêu là yêu thôi. Tức là người ta nhìn vào người ta nghĩ gia đình Hiển khó, mà trong câu chuyện này là ông này khó chứ không phải gia đình khó, nhưng mà ông không chịu cưới mình, ông thích chơi. Em nói thế thì đó. Anh đủ gạch đá xoay cả năm. Đấu nhiều lắm đâu nhỉ? Đấu lâu không? Không, tức là trong câu chuyện của mình á, rất là nhiều người hiểu lầm. Tức là người ta nhìn vào người ta nghĩ gia đình Hiển khó và không cho Thi vào Hiển cưới. Nhưng mà không có phải. Mà trong câu chuyện này là ông này khó chứ không phải gia đình khó. Gia đình là Hối từ hồi có cu bi cơ, nhưng mà ông không chịu cưới mình, ông thích chơi. Cho nên là mình không được quyền yêu cầu. Tại yêu cầu là ông rồi ông bỏ mình. Thế thôi mình khỏi yêu cầu. Em nói thế thì đó. Anh đủ gạch đá xoay cả năm. Bố mẹ là bảo cưới đi, hoặc là thế này thế nọ kia, hoặc là bố mẹ đứng ra giải quyết chuyện, hai đứa cãi nhau. Rồi đến ông bà cố cũng phải xông vào để vun đắp. Thế là toàn là phía gia đình Hiển thôi. Mà ông thích cưới, ông thích ông chơi. Thế xong rồi đến chả hiểu thế nào, chắc là chán chơi rồi đó. Thì bây giờ quay ra lấy. Thế cho nên là mình rất nhiều người hiểu lầm rồi, cho nên nhiều khi mà mọi người nói đến hai cái từ danh phận á, nhiều khi tội nghiệp bà cố. Tại bà cố là người xưa người ta dùng cái từ gọi là rất là chính xác là bây giờ cháu tôi nó là con dâu thì danh phận của nó bây giờ được gọi là con dâu chính thức của gia đình, nhưng cách bà cố nói chuyện từ nó rất là chính xác thì mình lại bị hiểu lầm cái ý là bây giờ gia đình mới trao cho Thi được cái gọi là quyền lợi đó sau 3 năm chờ đợi, nhưng mà nó không có đúng. Nhưng mà Thi và Hiển yêu nhau thì 13 năm, tức là quen nhau là 13 năm rồi đó. Tất nhiên là phải có rồi. Nhiều khi mình cũng hơi mặc cảm với bản thân của mình. Tại vì cái thời điểm khi mà Thi biết đến Hiển là hai đứa đến với nhau thì mình đã thua xa thằng này về năng lực, về danh tiếng, về tiền bạc, tất cả mọi thứ đều thua hết. Nên là đúng rồi. Lúc đấy anh chỉ là con số 0 tròn chỉnh thôi gì. Nói thì bây giờ là chỉ có cái nịch thôi đấy. Nói chung là cứ nghe người ấy nói nha, nhưng mà mọi người tự thấy mà. Về cái khía cạnh là đàn ông thì mình cảm thấy là hơi tự ti thì, nhưng mà mình sẽ không có bỏ cuộc và mình luôn luôn cố gắng để nâng cao cái năng lực của bản thân, cố gắng là đạt được những cái danh hiệu xứng đáng là chồng nàng. Thực ra thì lúc mà mới yêu Hiển á thì nó là cảm tình đó, sau đó nó mới sang đến tình yêu, cho nên là cái câu chuyện tình yêu thì nó không có ranh giới và nó cũng chả có cái ràng buộc gì về kinh tế hay là địa vị xã hội, hay là một cái gì đó người này giỏi hơn người kia, yêu là yêu thôi.